trên mạng có một cái shop bà con xôn xao, đó là cái shop gì, kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm đúng không Tân hả? Cái câu đó là của ông Thái Công ạ. Nhiều người nói là mình chưa đi lần nào, cho nên là hôm nay mình phải vô trải nghiệm coi đúng những gì trên mạng nói không nha. Đi tới quán của Thái Công mọi đúng người. Rồi sau khi vô đó thì thấy được cái quay gấp đá như mấy triệu hả? Rồi xong rồi ly để bông cũng mấy chục triệu nữa. Ly hoa, bình hoa. Và uống được Harley Detox. Thì kinh nghiệm có rồi đó, trải nghiệm mình cũng có rồi đó. Rồi cái kiến thức là phải học từ từ rồi đó, tại vì mỗi cái làn sóng nó khác nhau, giống như Tân nói nãy Tân. Vì nước suối bán ở Đình Tiên Lợi á thì không có nhiêu cả, mà bán ở sân bay là một cái giá khác rồi, phải không? Cái giá thì em là phi luôn á. Đó, thì cho bạn cảm thấy được như vậy.